Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay tổng thể dự án 3 căn nhà mới nhất tại phố Lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Với 3 căn nhà này thì đã bán một căn trong cùng, còn một căn lô góc và một căn lô thường. Đường ngõ thông thoáng, có thể kinh doanh nhỏ, ô tô có thể vào nhà. Ngoài sẽ sơ qua tổng thể cái căn nhà này để giới thiệu cho quý vị nhé. Với hướng nhà là hướng đông nam thì cái căn lô góc này có cái diện tích là 55,2m, gồm ở trong đấy là có cái diện tích sử dụng chung là 14,8m nha mọi người. Có nghĩa là ở đây này, ở đây là được sử dụng cả cái ngõ này nữa, và cái ngõ này chỉ dành cho hai nhà thôi, nhà này và nhà trong cùng. Đây, căn lô góc cực kỳ là thoáng, thiết kế 4,5 tầng mọi người ạ. Hiện trạng của ngôi nhà thì ở đây đang vào phần hoàn thiện. Và cái giá chào bán ấy của cái căn lô thường này là 5 tỷ 250 triệu, và căn lô góc này là 6 tỷ. Vị trí là thuộc phố Lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này rất chi là hợp lý, thoáng, ô tô vào, ngõ thông. Và với cái hoàn thiện cơ bản về cái nhà này thì nó đầy đủ hết cho quý vị. Ở đây là tặng full nội thất nha mọi người. Đấy, theo như chủ đầu tư có chia sẻ là tặng full nội thất cho mình, đầy đủ thiết bị vệ sinh, tủ bếp trần thạch cao, giường, tủ cũng như là điều hòa nóng lạnh mọi người nhé. Đấy, để cho mọi người có thể biết cái giá hợp lý, và Ngọc Ánh sẽ quay tổng thể sơ qua cái căn nhà này cho mọi người. Diện tích của cái căn này, nếu như mà diện tích sử dụng về nhà ấy, thì là nó được 40m mọi người ạ. Với cái diện tích sử dụng về nhà là 40,04m. Mặt tiền của ngôi nhà 3m6, mặt hậu 3m8, căn này, nhà này là rất là nở hậu, vuông vắn, rất là đẹp. Đây là cái căn lô góc, cho nên mọi người có thể nhìn thực tế. Ngoài cái phần cửa chính thiết kế là cửa cuốn thì ở đây cái phần hông của nó lô góc, cho nên là mở được cửa sổ rất là nhiều. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà nha mọi người. Tầng 1 đây ạ, phần phòng khách này, phòng vệ sinh này, phòng bếp này. Và mời mọi người theo em lên khám phá ở phía trên ngôi nhà, ngoài sẽ quay sơ qua thôi mọi người nhé. Ở trên tầng ấy, thì thiết kế ở đây tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng. Và trên tầng 5 thì thiết kế sân phơi. Nói chung với cái căn nhà này thì khoảng tầm 1 tháng nữa là hoàn thiện xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với cái vị trí này thì gần với gì ạ? Gần với lại phố Lụa và Vạn Phúc, gần với lại trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, gần với trung tâm hành chính quận, gần với cầu Trắng, cầu Đen. Với cái vị trí Vạn Phúc, Hà Đông thì nó gần như là trung tâm của quận Hà Đông rồi. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để có thể biết thêm được nhiều thông tin của những khu vực này và khu vực khác nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị đang theo dõi và đồng hành cùng Nhà Tốt ở những video tiếp theo.